Xin chào, không biết bằng cách nào mà bạn nhìn thấy được video này. Nếu như bạn đang gặp bế tắc trong cuộc sống, trong công việc và đặc biệt là bạn đang bế tắc về tài chính, bạn đang khao khát thay đổi cuộc sống của mình, bạn đã học rất nhiều khóa học nhưng đâu vẫn vào đấy, bạn đang dần mất đi sự tự tin và bạn cảm thấy tương lai thật bế tắc, thì đây chính là cái mà bạn đang thiếu sót, đây chính là cái bạn cần. Video này là dành cho bạn. Hãy để Yến và môi trường doanh nhân Kiến Quốc Group giúp cho bạn nhé. Nếu như bạn cho phép bản thân mình học tập và rèn luyện xuyên suốt 22 ngày trong chương trình Kiến Tạo Cuộc Đời Thịnh Vượng, hoàn toàn không mất phí. Chương trình được đào tạo trực tiếp từ người thầy của Yến, một đa triệu phú đi lên từ tay trắng. Bạn sẽ học được rất nhiều kiến thức trong thực tế, những kinh nghiệm quý báu, những trải nghiệm phong phú từ người thầy của Yến để áp dụng cho chính bản thân mình. Bạn sẽ hiểu tường tận lý do vì sao bạn đã rất nỗ lực nhưng cuộc sống vẫn chưa được như bạn mong muốn, thông qua việc bạn được đào sâu hiểu rõ về cách vận hành của não bộ để khai thác sức mạnh tâm trí tiềm ẩn bên trong của bạn, từ đó thiết lập lại bộ tư duy gốc rễ của những người thành công và giàu có. Bạn còn nhận được bí kíp để xác định mục tiêu cá nhân, mục tiêu cho doanh nghiệp và định hướng tấm bản đồ đi đến thành công, biết được mô hình kinh doanh nào tạo ra dòng tiền tối ưu nhất bất kể thị trường có thất thường, có lên hay xuống. Ngoài ra, chương trình còn giúp cho bạn hiểu và vận dụng những quy luật tự nhiên vào trong cuộc sống, tạo ra một cuộc sống sung túc đủ đầy, một tâm hồn luôn an yên, hạnh phúc. Và một điều khác biệt nữa là chương trình không dừng lại ở mức chia sẻ kiến thức suông, mà bạn còn được tham gia môi trường để thực hành những kiến thức đã học, để tạo ra được kết quả dưới sự hỗ trợ tận tình của Yến cũng như những anh chị thành công đi trước. Việc của bạn chỉ đơn giản là bấm vào nút đăng ký tham gia bên dưới phần bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với Yến hay người đã chia sẻ video này cho bạn để nhận cho mình tấm vé tham dự chương trình hoàn toàn không mất phí bạn nhé. Hẹn gặp bạn trong chương trình.